Đây là đường Lê Thánh Tôn, quận Nhất. Nhà hàng Nhật Bản chính cống của câu lạc bộ Tuyên Cá. Mở cửa vô. Các bạn coi kênh YouTube của Tiun á, nếu mà đến đây có thể nhắc tên Tiun, nói quen Tiun và đặt bàn nha, thì sẽ được giảm giá 10% tại quán nhà hàng này. Người nước ngoài ăn ở quán này rất là đông, ngồi nguyên một dọc luôn. Tiun sẽ vô đây. Trước mắt các bạn, đây là bàn ăn khoảng giá 790.000 dành cho 4 người ăn.